Xin chào các bạn. Mời các bạn theo dõi hiệp 2 của trận đấu giữa Long An và Bến Tre. Ở trong hiệp 1 thì Bến Tre 1 và Long An 1. Ở hiệp 2 thì Long An bảo vệ cầu môn bên phía tay trái màn hình chúng ta và Bến Tre bảo vệ cầu môn phía bên tay phải màn hình của chúng ta. Đâm nhìn tí ơi! Hiệp 2 thì Bến Tre được hưởng giao bóng trước. Mất bóng, Bến Tre đang có bóng. Một đường chuyền hay. Khá lung túng, số 11 của Bến Tre khá lung túng trong pha xử lý của mình. Phạm lỗi rồi. Ở trận đấu này thì Bến Tre đã đồng phục màu xanh và Long An đã đồng phục màu áo màu cam vương màu đen. Một pha phạm lỗi của Bến Tre, vị trí đó phạm lỗi rất gần khu vực cấm địa của đội Bến Tre, một vị trí đá phạt rất là nguy hiểm. Một pha đá thẳng về cầu môn của đội Bến Tre, tuy nhiên là bóng đi cao hơn sự thành của đội Bến Tre. Thủ môn đội Bến Tre phát bóng lên. Đây là những phút đầu tiên của hiệp 2, đội Bến Tre và Long An ở hiệp 1 với tỷ số là 1-0. Và phát bóng rất mạnh lên tuyến trên. Long An được hưởng quả ném biên. Tiếp tục Long An được hưởng quả ném biên. Số 11 của đội Long An này có bóng. Môn của đội Bến Tre phát bóng lên. Bóng rất mạnh. Rồi là có pha diệt vị của cầu thủ số 11 bên đội Bến Tre. Anh Lộc ơi. Và đi bóng hay của số 19, phạm lỗi rồi, chắc chắn là còn sẽ có một thẻ vàng.
một vị trí đá phạt gần với khu cấm địa của cầu môn của đội Bến Tre. Đây là một pha chuyền bóng hay là một pha đá thẳng đây. Đứng trước bóng là số 11 của đội Long An. Đó là một pha đá thẳng về cầu môn của đội Bến Tre. Và phát bóng lên của thủ môn đội Bến Tre. Và phạt bóng rất mạnh. Và phạt bóng của cầu thủ bên đội Long An. Đó là một quả ném biên. Số 7 của đội Bến Tre đang có bóng. Tình chấp bóng rất là quyết liệt. Bến Tre được hưởng quả ném biên. Mất bóng rồi. Số 11 chuyền cho số 10. Tuy nhiên là hậu vệ của đội Bến Tre kịp thời về giải nguy trong pha bóng vừa rồi. Những pha tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. Bến Tre vừa phạm lỗi. Công an được hưởng quả đá phạt rất là nguy hiểm. Tuy nhiên pha xử lý vừa rồi của số 6 là một pha chuyền ngang cho đồng đội. Số 6 đội Bến Tre đang có bóng. Mặt bóng rất là nguy hiểm. Áp sát rất là nhanh của các cầu thủ đội Long An. Số 14, bây giờ là số 17 của đội Long An. Mặt bóng rồi. Liên tục có những pha phạm lỗi ở khu vực giữa sân. Phút thứ 8 của hiệp 2 trận đấu giữa Long An và Bến Tre. Tỷ số hiện tại đang là 1-1. Pha đi bóng lỗi, sau đó là pha phạm lỗi của Long An với một cầu thủ của đội Bến Tre. Pha đá phạt rất mạnh lên tuyến trên. Và ném biên cho Bến Tre. Mất bóng à. Phản công nhanh. Số 6 của pha chuyền bóng sâu, rất sâu vào bên trong, không khó cho thủ môn của đội Bến Tre. Số 8 đội Bến Tre đang có bóng. Một đường chuyền rất là non. Số 9 chuyền dài lên mở cánh phải cho số 10. Theo kịp không?
Quang ơi, không qua được. Hậu vệ số 4 của bên đội Long An. Phạt góc cho Bến Tre. Phạt góc bên phía cánh phải. Đó là một đường chuyền bóng tầm thấp vào khu vực cấm địa. Tiếp tục là một quả đá phạt góc bên phía cánh phải. Thời tiết hiện tại đang là mát, khả năng có thể mưa. Đây là những phút mà khoảng 10 phút đầu của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội Bến Tre và Long An. Những đường chuyền không tốt của đội Bến Tre. Số 6 của đội Long An đang có bóng. Đường chuyền vượt tuyến lên trên. Số 20 của đội Bến Tre kịp thời giải nguy cho đội mình trong pha bóng lên nhanh, tấn công nhanh của đội Long An. Số 14. Rồi giờ là số 10. Số 14 phối hợp với số 10. Tuy nhiên là những pha phối hợp ngắn không tốt của đội Bến Tre. Đường chuyền vào bên trong cho số 6. Đường chuyền rất là hay, một pha xử lý rất là hay, chuyền cho kịp thời giải nguy. Hậu vệ số 2 của đội Bến Tre kịp thời giải nguy. Số 2 của đội Bến Tre kịp thời giải nguy cho đội của mình. Thì rồi số 4 của đội Long An không theo kịp đường chuyền của đồng đội. Bến Tre được hưởng quả ném biên. Đây là phút thứ 14 của hiệp 2 của trận đấu. Thời tiết hiện tại đang là mát mẻ để thuận lợi cho hai đội thi đấu. Và tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. Long An được hưởng quả ném biên. Thầy còn cái thẻ nào không cho anh? Cái thẻ em xuống cà bên em cũng la cho thầy ơi. Đây
số 19 của đội Long An đang có bóng. Cản phá là số 14 của đội Bến Tre. Thời tiết hiện tại đang là rất mát mẻ, rất thuận lợi để cho hai đội thi đấu. Số 7 của đội Long An đang chuẩn bị quả ném biên bên phía cánh trái. Bóng đi hết đường biên ngang. Thủ môn phát bóng lên. Quả phát bóng rất mạnh lên tuyến trên. Rất là nguy hiểm. Số 20 của đội Bến Tre kịp thời về cản phá bóng. Số 20 đội trưởng rất là hay. Đã theo sát số 11 của đội Long An để cản phá pha bóng nguy hiểm trước khung thành của đội Bến Tre. Long An được hưởng quả đá phạt góc. Thời tiết hiện tại đang là mưa. Đây là những phút nửa cuối, nửa giữa hiệp 2 của trận đấu giữa Long An và Bến Tre. Tỷ số hiện tại đang vẫn là 1-1. Đá phạt góc không có gì là nguy hiểm. Mất bóng rồi, rất là nguy hiểm. Pha bóng rất mạnh của Bến Tre. Mưa rất là nặng hạt. Long An được hưởng quả ném biên. Quả phá bóng của cầu thủ đội Bến Tre. Long An được hưởng quả đá phạt góc. Rất là nguy hiểm. Tuy nhiên là bóng đi thiếu chính xác. Thời tiết hiện tại đang là mưa rất là nặng hạt. Thời phá bóng của thủ môn Bến Tre được hưởng quả ném biên. Rất là nguy hiểm. Tốc độ phá bóng chịu quả ném biên của đội trưởng số 20. Biên cho Long An. Một pha đám bóng cản phá an toàn của thủ môn đội Bến Tre. Thủ môn của đội Bến Tre cũng được phát bóng lên.
phát bóng lên thiếu chính xác của thủ môn. Bây giờ là số 2 của đội Bến Tre đang có bóng. Mất bóng rồi. Rất là nguy hiểm. Vừa rồi là bóng đập vào người của số 4 của đội Bến Tre. Số 7 của đội Bến Tre đang có bóng. Chuyền dài trở cánh. Tuy nhiên là bóng không đến được cho số 6 của đội Bến Tre. Long An được hưởng quả ném biên. Thời tiết hiện tại đang là mưa rất là nặng hạt. Nãy thì nắng gắt, ở hiệp 1 thì nắng gắt, bây giờ hiệp 2 thì mưa. Long An được hưởng quả ném biên. Pha phối hợp, những pha phối hợp không tốt của đội Long An. Long An được hưởng quả ném biên. Chuyền rất tốt cho số 6, tuy nhiên là theo kịp hay không? Số 6 vừa rồi là không theo kịp đường bóng. Trời mưa, sân trơn. Sút bóng rất là thiếu lực và thiếu chính xác của số 10 của đội Bến Tre. Đây là phút thứ 22 của hiệp 2 của trận đấu giữa Long An và Bến Tre. Tỷ số hiện tại đang vẫn là 1-1. Bến Tre đã hòa 2 trận và được 2 điểm. Long An đã thắng 2 trận được 6 điểm. Nếu Bến Tre mà thắng trận này thì Bến Tre sẽ được huy chương bạc trong giải này. Nếu Bến Tre thua thì là sẽ là giải 3 do có 2 điểm. Trời đã ngưng. Ông trời đã ngưng mưa rồi các bạn. Cứ quay cái mặt về hoài luôn vậy. Mặt bóng. Số 17 của đội Long An này có bóng. Ông đứng ông nhìn không vậy? Ông già không có nói gì được. Đó vậy á. Đây số 7 mới đầu. Phản bóng rất mạnh. Sang cánh phải, tuy nhiên là bóng không dành cho ai. Bến Tre được hưởng quả ném biên. Số 15 đội Bến Tre ném biên. Bây giờ là số 7. Rất tốt, số 6 chuyền bóng vào bên trong. Một pha không hiểu ý giữa thủ môn và một hàng hậu vệ. Bến Tre được hưởng quả ném biên. Đó là quả đá phạt góc. Góc dành cho à không. Đó là một quả phá bóng lên. Như vậy thì quả phá bóng vừa rồi đã chạm vào cầu thủ của đội Bến Tre. Trời đã ngớt hẳn mưa. Tuy nhiên là sân đột ngột ơi. Pha phạm lỗi ở khu vực rất là nguy hiểm. Quý ơi, con, quý ơi.
tại một vị trí rất là nguy hiểm ở trước khung thành của thủ môn đội Long An. Một vị trí đá phạt rất là thuận lợi. Một vị trí đá phạt rất thuận lợi dành cho đội Bến Tre. Liệu đội Bến Tre tổ chức đá phạt như thế nào đây? Một đường chuyền hay là một pha đá thẳng? Đứng trước bóng là số 9 và số 10 của đội Bến Tre. Hai cầu thủ đang nói nhỏ với nhau một điều gì đó. Và theo là số 4 cũng tham gia vào pha đá phạt này. Bốn cầu thủ của đội Bến Tre đang bàn nhau về phương án đá phạt. Hiện tại là phút thứ 26 của hiệp 2 giữa Bến Tre và Long An. Tỷ số hiện tại đang là 1-1. Hình ảnh các bạn đang xem được gây từ sân vận động Bến Tre, tỉnh Bến Tre, trong khuôn khổ hội thi đấu động. Rất tốt, đó là một pha cứa lòng chân phải vào góc cao của khung thành thủ môn đội Long An. Tuy nhiên là thủ môn đội Long An cũng rất là xuất sắc trong pha bóng vừa rồi, kịp thời đẩy bóng để giải nguy cho đội mình. Bây giờ là quả đá phạt góc số 10 của đội Bến Tre đang thực hiện quả đá phạt góc và chuyền thẳng vào trong. Đó là pha đá bóng an toàn, pha đá bóng an toàn của thủ môn. Tiếp tục là quả phạt góc bên phía cánh trái. Răng chăng đi bên đây. Vô luôn. Và chuyền thẳng vào bên trong. Và tiếp tục là một pha đá bóng của thủ môn. Bắt bên kia, bắt bên kia. Và tiền dài lên phía trên phản công. Cản phá kịp thời của đội trưởng số 20 của đội Bến Tre. Lập bập à, thủ môn của đội Bến Tre đã bắt gọn. Bước lên quay và phát bóng rất mạnh lên tuyến trên. Bến Tre được hưởng quả ném biên. Chuyền vượt tuyến về phía trên và chuyền hay, chuyền đầu bằng đầu rất hay. Số 12 không đón được đường chuyền vừa rồi. Số 14 của đội Bến Tre đang thực hiện quả ném biên. Sao lưng. Má tiến tới đó kẹp ông ta. À, không dám nhắc gì tên mà tới mấy thằng nó tổng không la mà đây không dám nói nữa. Một cầu thủ của đội Bến Tre đang bị đau. Đây là phút thứ 29 của hiệp 2 của trận đấu. 29 hả anh? Chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi. Trọng lưng.
liệu Bến Tre có ghi thêm bàn thắng được hay không để cái gì thay đổi màu huy chương của mình. Mất bóng là rất nguy hiểm, họ pha theo bóng kịp thời cản phá bóng. Đá cái gì anh anh, thông qua phạt góc đá banh. Phạt góc bên phía cánh trái dành cho đội Long An. Long An được hưởng quả đá phạt góc. Nhảy theo, nhảy theo. Một pha ra rất là chính xác và hợp lý của thủ môn. Treo lên, treo lên. Hay mày, ăn nó quỳ ơi. Và xử lý rất là đúng túng. Rất tốt, trời, số 6 đang có bóng. Lấy luôn chứ, không lấy à, lấy luôn, ừ. Một bóng rồi. Hiệp 2 của trận đấu còn khoảng 3 phút nữa thì tiếp đi. Số 7 của đội Bến Tre đang có bóng. Đó là một đường chuyền. Đó là một cú sút. Tiếp tục một cú sút. Một bóng. Rất hay. Đây, tuy nhiên là một cú sút cuối cùng. Bóng đi không chính xác. Thủ môn của đội Long An đang chuẩn bị phát bóng lên. Đứng đè lại luôn, đứng đè mà không học lại luôn, đè vô luôn. Trời ơi trời, đủ cái gì vậy? Rất là nguy hiểm. Tay nói bóng đã chạm tay, bóng đã chạm tay cầu thủ đội Long An. Phạt rất mạnh lên tiếng trên. Số 10 chuyền bóng vào bên trong. Hiệp 2 của trận đấu còn khoảng 2 phút nữa thôi. Liệu Bến Tre có làm điều bất ngờ ở những phút cuối này hay không? Tốt mày. Hút mày. Ra biên, ra biên, ra biên. Trời ơi. Tỏ hoài, tỏ hoài. Ăn đó em ơi. Rất tốt. Việc gì rồi. Lấy bánh vô lẹ đi, còn 2 phút à. Trận đấu chỉ còn 2 phút nữa thôi. Lấy cái đầu luôn, thành đâu. Bến Tre được hưởng quả ném biên. Nhanh lên chú bay, nhanh lên em, nhanh lên. Bóng 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 bóng. Tiếp tục Bến Tre được hưởng quả ném biên. Rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Đó là một pha kết thúc không chính xác.
vẫn còn cơ hội cho đội Bến Tre. Hợp lệ, một pha cướp bóng hợp lệ. Lỗi rồi. Long An thắng trái, Long An nó nhất còn thấp. Còn Bến Tre thắng. Đường truyền lên tiếng trên. Tuy nhiên là bóng ướt, sân trơn, bóng đi chẹt, rất là khó để theo đường bóng vừa rồi. Quay là thằng Tháp đấy nhé. Thằng này quay là Tháp đấy nhé. Tại vì nó mấy cậu vũ quá chứ thôi, cậu vũ làm gì. Nó đang hơn thằng này một rồi. Đang dương ba mà. Ăn đây em ơi. Ăn nó luôn, qua nó luôn. Em không kịp ở đường bóng vừa rồi. Bến Tre ăn thì Bến Tre nhì, còn Tháp thì hai này đang biển thằng Long An. Làm lỗi rồi. Long An được hưởng quá đá phạt. Đường truyền không chính xác. Bây giờ là số 7 đang có bóng. Số 7 đội Bến Tre đang có bóng. Số 9. Bây giờ là số 9 thì xuống biên. Và đi bóng xuống biên. Rồi chuyền vào. Tuy nhiên là bên trong là không có ai theo kịp đường truyền như rồi. Ném biên cho Bến Tre. Một cầu thủ của đội Bến Tre đang nằm trên sân. Hiệp 2 của trận đấu chỉ còn vài phút nữa thôi. Một vài phút nữa thôi. Không, nhưng mà em nghĩ là nó có xét cái bàn thắng. Hiệu số là nó bằng, mà bàn thắng thì nó nhiều hơn. Nhiều hơn một cái. Bến Tre được hưởng quả đá biên. Những đường truyền rất là nguy hiểm. Ăn đây mày. Lỗi rồi. Không nhìn Bến Tre đâu, nhờ cái đồng tháp nó đang nhức mặt. Kẹp kẹp. Không kẹp. Số 7 của đội Bến Tre. Kiên quá ép lại luôn, kiên quá ép lại luôn. Như vậy là kết thúc trận đấu. Tỷ số là 1-1. Xin cảm ơn các bạn đã xem video clip. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.